Nhà đất Hùng trên kênh YouTube bán nhà Gò Vấp Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng trên hệ thống Zalo, Facebook Fanpage và website nhadathuyhung.com. Xin kính chào quý vị khách hàng. Video tiếp theo ngày hôm nay, Huy Hùng sẽ đưa chúng ta đến với một khu đồng bộ 100 căn thuộc trục đường Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, ngay sau lưng chợ và nhà thờ Hạnh Thông Tây, sát bên công viên Làng Hoa. Và đây là một căn nhà đường thông, thông từ đường Quang Trung ra đường Thống Nhất nha quý vị. Căn nhà với diện tích ngang 4m2, độ dài 15m, thiết kế một trệt một lửng 3 lầu, nằm trong một khu phân lô đồng bộ gồm 50 căn nhà phố rất là đẹp và cao cấp. Trước nhà là công viên cây xanh và khu nhà này cực kỳ đẹp và an ninh nha quý vị. Với hướng nhà là hướng chính bắc, phù hợp cho đại đình mình thuộc phong thủy là Đông Tứ Trạch. Và đây là một căn nhà xây mới, sổ hồng riêng, hoàn công 2022, không gian thiết kế đẹp, xanh mát. Và trước khi vào bên trong căn nhà thì Hùng sẽ quay cho mọi người nhìn cái mặt tiền mặt chính căn nhà này. Đây là mặt tiền mặt chính căn nhà nha quý vị. Mặt tiền thì thiết kế theo kiểu nhà phố hiện đại năm 2022 rất là đẹp. Và khu nhà mình thì có tới 100 căn nhà phố đồng bộ, toàn nhà lầu. Đối diện nhà mình là công viên cây xanh này. Quý vị thấy cây xanh rất là nhiều nha. Và khu này thì rất là đẹp và tuyệt vời nha quý vị. Căn nhà mình thì cũng phải thuộc là một trong những căn nhà phố đẹp nhất nhì quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, với giá bán vô cùng hấp dẫn và cực kỳ ưu đãi, chỉ có hơn 9 tỷ một tí xíu thôi. Quý vị sở hữu ngay một căn nhà hẻm thông nằm ngay công viên, khu đồng bộ thuộc trục đường Quang Trung, phường 11, từ đường Quang Trung ra đường Thống Nhất, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Khu nhà rất đẹp, điện âm và an ninh. Căn nhà rất là tuyệt vời nha quý vị. Và chúng ta cùng ngắm nhìn mặt tiền mặt chính căn nhà một lần nữa này. Mặt tiền thiết kế hiện đại, không gian xanh mát, nội thất cao cấp tặng kèm, thiết kế một trệt một lửng 3 lầu theo mẫu nhà phố lửng ngược năm 2022. Nhà thiết kế thì có hai lớp cửa, một lớp cửa cống bên ngoài, một lớp cửa nhôm bên trong. Bên trong là khu vực gara đậu xe hơi. Gara xe hơi thì gia chủ ốp gạch 80. Hai bên tường thì có sơn màu trắng, có tủ giày dép và treo tranh ảnh cũng như đèn led chiếu sáng. Phía dưới cầu thang là không gian của phòng vệ sinh. Ngay bên ngoài gara xe hơi vào là phòng vệ sinh dưới cầu thang. Phía sau là không gian lửng ngược thì quý vị sẽ có nội thất tặng kèm như là sofa, tủ kệ, tivi và những bức tường ốp nhựa trang trí kết hợp với sofa, cây xanh. Và phía trên thì quý vị sẽ có trần thạch cao, đèn chiếu sáng và một ô giếng trời ở cuối nhà. Với giá bán, gia chủ đang chào bán là 9 tỷ 100 triệu đồng, còn thương lượng mạnh trực tiếp với anh chủ nhà, hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60-80%. Quý chị đang tìm những căn nhà đẹp, sổ hồng riêng, xây mới, nằm trên trục đường Quang Trung, phường 11, ngay kế bên chợ và nhà thờ Hạnh Thông Tây, gần với công viên Làng Hoa, ngay gần với ngã ba Thống Nhất và Quang Trung, thì hãy cùng Huy Hùng đến tham quan cái sản phẩm này. Một sản phẩm nhà ngang 4m2, độ dài lên tới 15m, xây phun đất, sổ hồng đầy đủ, giấy tờ rõ ràng, quý chị vay ngân hàng lên tới 60-80%. Hướng chính bắc nha. Đây là Hùng quay ngược ra khu vực gara đậu xe hơi và xe máy. Và khu cầu vực cầu thang thì có ốp đá hoa cương trắng đen, tay vịn gỗ căm xe, lan can bằng sắt. Ở đây thì gia chủ có làm thêm đèn led trong ở khu vực cầu thang. Và nhà thiết kế theo mẫu lửng ngược nên là không gian tầng lửng sẽ là không gian bếp nha quý vị. Không gian căn nhà thiết kế với 3 giếng trời ở dưới nhà thì quý vị sẽ có giếng trời bên hông và một giếng trời ánh sáng ở ô cầu thang. Trên tầng lầu lửng phòng bếp thì quý vị sẽ cùng Huy Hùng đến với không gian của tủ bếp trên dưới với tủ lạnh hai cánh kép bồ. Và khu vực tủ bếp thì được làm bằng chất liệu gỗ An Cường, phủ acrylic bóng gương. Có khu vực đặt bếp âm, máy hút mùi, bồn rửa chén bát, giác kệ để chén bát. Những bức tường nội ốp nhựa trang trí kết hợp với bàn ăn 6 ghế. Và ở đây thì gia chủ có làm đèn trần, phía trước là hệ thống cửa lùa 4 cánh đặt cục ban công, tạo nên không gian nó thoáng, không gian bếp ở căn nhà. Đây là mẫu nhà lửng ngược, thiết kế hiện đại, không gian rất là đẹp, trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Vị trí thì nằm ngay trục đường Thống Nhất thông ra đường Quang Trung, ngay chợ và nhà thờ Hạnh Thông Tây. Quý vị quan tâm căn nhà này thì hãy gọi cho Hùng để đi xem và sở hữu ngay, với giá bán là 9 tỷ 100 triệu đồng, thương lượng hướng chính bắc, phù hợp cho đại đình mình thuộc phong thủy là Đông Tứ Trạch. Quý anh chị quan tâm thì hãy gọi trực tiếp cho Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Xem thêm nhiều nhà khác trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, quý anh chị chúng ta có thể truy cập thêm vào hệ thống Zalo, Facebook Fanpage Nhà Đất Hùng bán nhà Gò Vấp Tân Bình và quận 12. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể truy cập thêm vào hệ thống website nhadathuyhung.com để xem thêm nhiều mẫu mã nhà đẹp nha quý vị. Không gian phòng ngủ thì sử dụng gạch giá gỗ, cửa phòng ngủ sử dụng cửa gỗ và có tủ áo, tủ kệ, tivi, bàn trang điểm. Phía trước là hệ thống cửa lùa hai cánh đặt cục ban công, một bên là cửa chớp và ban công bên ngoài là
lan can và trồng cây xanh bên ngoài. Ở đây thì có giường ngủ 2m, chân ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, máy lạnh. Và mỗi phòng ngủ đều có một phòng vệ sinh trong. Khu vực ban công thì gia chủ ngăn ra bên ngoài thì chúng ta trồng cây xanh và lan can sắt bên trong, kết hợp với những ô cây xanh rất là đẹp. Phòng ngủ đầu tiên, đầy đủ nội thất nha quý vị. Đây, chúng ta thấy này, vệ sinh trong. Phòng vệ sinh thì bao gồm bồn cầu, lavabo rửa mặt, khu vực gắn bồn tắm đứng, vòi tắm sen thuyền và tắm hoa sen. Phòng vệ sinh thì ốp gạch phun trần. Nhà 3 giếng trời nên không gian ở cầu thang sẽ có giếng trời. Và ở trong đây thì quý vị sẽ đến với không gian của phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía sau. Phòng ngủ này thì cũng đầy đủ nội thất kèm theo, bao gồm giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, tủ kệ tivi, cửa sổ ra khu vực giếng trời và vệ sinh trong. Mỗi phòng ngủ đều có một phòng vệ sinh riêng. Phòng ngủ rất là vuông vức đẹp. Phòng vệ sinh thì quý vị có thể gắn thêm bồn tắm đứng. Và ở đây thì gia chủ có đi sẵn máy năng lượng mặt trời đóng lạnh cho quý vị sử dụng luôn. Một trệt, một lửng, 3 lầu, gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước và sau. Với hướng chính bắc phù hợp cho đại đình chúng ta, phong thủy là đông tứ trạch. Và giá bán đang được bên anh chị chủ nhà chào bán với giá quá mềm và ưu đãi 9 tỷ 100 triệu đồng, còn thương lượng mạnh với anh chị chủ nhà hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60-80%. Quý anh chị đang tìm nhà trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, thấy căn nhà này phù hợp với túi tiền, nhu cầu sử dụng, nhu cầu ở của đại gia đình mình, hãy gọi trực tiếp cho Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Đây là mẫu nhà thiết kế rất là đẹp, quý vị xem thì sẽ thấy được cái cách thiết kế bố trí không gian của họ phải nói rất là tuyệt vời nha quý vị. Không gian phòng ngủ đều rất là vuông vức và đầy đủ nội thất kèm theo. Bố trí đẹp tới từng chi tiết nhỏ cũng như là những khoảng không lấy sáng lấy gió. Và những cái phòng ngủ thì nội thất được đặt ở những nơi rất là gọn gàng. Và ngoài đây là không gian phòng ngủ số 4. Với mẫu nhà thiết kế hiện đại như thế này thì Hùng thấy là tương đối là đẹp và hợp lý. Thì quý vị nào đang có nhu cầu tìm nhà trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, hãy liên hệ cho em Huy Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Em sẽ dẫn mọi người chúng ta đi tham quan và sở hữu nhiều những căn nhà đẹp trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Rất nhiều sản phẩm nhà đẹp giá tốt cho quý vị chúng ta tham quan và chọn lựa. Ngoài ra thì quý vị liên hệ xem nhà bên Huy Hùng, một trong những kênh bán nhà lâu năm và uy tín trên 10 năm ở địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, thì quý vị sẽ được mua nhà với giá tốt, rẻ hơn những kênh bán nhà khác. Ngoài ra thì quý vị cũng được hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60-80%. Khi mua thì quý vị được gặp trực tiếp chủ nhà để thương lượng giá cả và xem giấy tờ cũng như là sổ hồng chính. Nếu chúng ta ok thì quý vị có thể sang tên ngay hoặc là quý vị có thể đặt cọc rồi hẹn 1-2 tháng đi công chứng cũng được nha quý vị. Trên khu vực sân thượng sau thì gia chủ có làm và ốp gạch cũng như là làm hàng rào cho quý vị luôn, có chỗ để chúng ta để máy giặt. Phía trên cùng là khu vực bồn nước và khu vực đặt máy năng lượng mặt trời ở trên tum nhé. Và ngoài đây sẽ là khu vực sân thượng trước. Như vậy là căn nhà này thì chúng ta mua thì sẽ phải về làm thêm phòng thờ ở khu vực này này. Chỗ này thì gia chủ đã làm sẵn khung cho mình rồi. Quý vị mua thì về làm thêm phòng thờ ở khu vực này nha quý vị. Ở đây gia chủ đang đề xuất sân thượng trước và sau luôn. Thì quý vị mua thì làm thêm phòng thờ ở trên này. Và khu vực sân thượng này thì cũng rất là đẹp, được trồng rất là nhiều cây xanh. Và đây là một căn nhà hướng Bắc thì rất là tốt và hợp cho quý anh chị nào có phong thủy là đông tứ trạch nhé. Rất là mát nha quý vị. Rồi quý vị nào đang tìm mua nhà trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, quan tâm đến căn nhà đẹp, thiết kế hiện đại, view công viên, khu đồng bộ 200 căn thuộc trục đường Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh này, thì hãy bốc máy và gọi trực tiếp cho em Huy Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để đi xem và sở hữu ngay. Huy Hùng trên kênh YouTube bán nhà của Vấp Tân Bình, quận 12. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.